Bé 4 tuổi mình khoan hả rèn chữ cho các con Tại vì tay của các bé còn yếu Và bé chưa hiểu được sự hướng dẫn của người lớn Mình có rèn thì cũng sẽ không có hiệu quả à, Nếu ba mẹ muốn rèn ở giai đoạn này Thì hãy chơi với con để cho các con thuộc cái mặt chữ cái Đồng thời mua những cây viết thân nhỏ Như là bút việt C66 hay là C65, C69 Và những cái con cá định vị tay cầm này Thì chú Cường có bán ở trong cái phần giỏ hàng đó mình hướng dẫn cho các con cách cầm bút sao cho đúng và dạy cho các con những cái bài tập nói điểm từ điểm này qua điểm kia từ giờ vẽ là hình tròn hình vuông chủ yếu cho các con có thể cầm bút đúng và viết được những cái nét có chủ đích thực hành như vậy cho tới giữa lớp lá thì bắt đầu mình sẽ rèn chữ cho các con đến lớp 1 lớp 2 thì đây là cái giai đoạn vàng tốt nhất để mình hướng dẫn cho các con luyện chữ chứ luyện sớm quá đôi lúc mình cực mà lại kết quả không cao nếu thấy video hữu ích thì hãy cho chú cường một like và bình luận nhé đừng quên luyện chữ đẹp cùng chú cường đó